Một sợi dây dài 9.135 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Người ta dự định chuyển 15.700 kg muối lên núi bằng 5 xe tải chở đều nhau. Đợt đầu có 2 xe đã lên đường. Hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kg muối? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
có 42 cái cốc như nhau, được xếp vào 7 hộp. Hỏi, có 4.572 cái cốc cùng loại, thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Cảm ơn quý vị đã xem, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em, cháu.